dừng thì bác thông cảm với bác nhé. Xăng cái dầu. À. Ơi. Lần tiếp nhiên liệu các bác nhá. Co cao lên. Đấy, như này mà. Đấy, chống đâu. Càng đây 40 này 20. 20 gì luôn. 20 đúng không? 30. 30 à. Lần đổ hết bình đấy không? Hai bình. Một bình xăng ấy, một đấy là xăng hay dầu ấy. Ừ. Đấy. Đang trong quá trình tiếp nhiên liệu nha, mời các bác ngắm thiên nhiên hoang dã tí các bác nha. Đấy, chú cò rất đẹp các bác. Thôi bay rồi.
Mua có không? Bấm máy rồi đấy. Ủa, nhìn nó dạn ghê không? Cho ném 3 phát không bay á. Chả trúng được đâu. Đúng không? Đúng không? Chờ anh tí nha, anh quay thì ăn lút rồi cái này nhá. Xong anh em mình đi tối rồi mà. Đâm tay lên đứa này. Cho em nó ăn no một tí ấy làm khác hẳn. Con này chạy xăng hay chạy dầu đấy à? Dầu. Quyết định đi tậu máy mới đấy hả? Quay là này nó dễ quay hơn quay chim. Cái chim nó bé hơn là nó hay bị rung hơn. Cú bố ta. Cú bố ta. Cú bố ta. Cú bố tao. Cú bố ta. Cái quẩn lúc thì quẩn tí xong. Đấy, em dẫn nó, em hỏi là có mua cho con không? Có anh. Nó bảo nào? Thắt ra bên kia đi! Còn 2 con. Hả? Còn 2 con. Còn 2 con lưới tinh. Ờ, nhớ ở đấy. Như kiểu có nó bọn nó xem nhiều ấy. Nó xem xong nó không mua đấy. Cứ mở hộp ra xong nó này ấy. Thì lái này vẫn hơi mua đất một tí. Mất hẳn một đường ấy. Ờ. Còn trong miền Tây lái kinh lắm. Giờ càng bé tí thì lái kinh khủng. Đây là anh bạn đang học lái máy cày các bác nhá. Các bác xem đừng có ném gạch em. Đấy. Chơi luôn ở giữa này. Số 8 luôn nhé. Các bác xem số 8 luôn các bác nhá. Quay điện thoại nhá nè. Thế là chết mẹ cái thì quay thì nó vẫn cứ lưu. Xuống tận nơi đi theo máy cày. Thế quay cho nó đến từ sáng ăn trưa. Cuối cùng nó lưu được có 2 đoạn này. Hôm đi cày luôn nghe. Hôm vào hôm cày luôn kia kìa, hôm cày luôn ngô đấy. Hôm đấy kìa, cháu không rảnh thế là đi quay. Quay tráng sáng nó cày đẹp thế mà lưu cháu lưu. Thế xong cuối cùng nó lưu được có 2 đoạn đầu tiên này. Thế từ sau chưa về xem còn 3 đoạn cuối cùng không lưu nổi. Cái video hôm em anh đi quay chim ấy. Mà hôm mà lên anh vẫn nhẫn nhìn thấy nhưng mà cho cam ta không thể bật nổi. Cam ta chín. Chả ra nổi. Kể cả mình cho vào mình up lên chả thấy đầu. Thấy đấy nhưng thích vào thì lại nâu thành cái tem. Hay thế nhỉ. Thế thì nhưng mà bật nó vẫn chạy được đúng không? Bật vẫn chạy được, ví dụ ra ngoài ổ nó vẫn chạy. Nhiều khi sao? Máy móc nhiều khi nó tức lắm. Thế anh bảo mẹ quay mua mẹ 2 con này, đấy con này quay sướng hẳn. Mẹ nhìn dàn sới, mẹ sới kinh nhỉ. Sới lên cái mẹ như xốp luôn. Tí nữa về có cái đoàn hôm anh sập con đấy. Hôm anh quay này, hôm anh về tối hôm anh đất được nào. Em quay màn hình. Đây quay màn hình lại rồi.
Cho chạy không, cho cam ta quay màn hình. Ok. Hôm nay anh đã up lên video đấy là anh con này đấy chạy có thể là khỏe nhỉ. Khỏe lắm. Con này còn không khỏe bằng con 60 nhỉ. Con 60 còn con này nữa chạy vào hôm đấy. Vẫn còn một con nữa à? Ui, bác gần đủ bàn tay rồi. Ba con. Gần đủ bàn tay rồi. Với con này mua bao tiền đấy hả? 500. Ta cái ô tô mình thì mới cày. Đúng. Loại này nó đi ô tô là sợ đâm nhau mấy cày. Sợ con nào nhìn nhỉ không? Ô tô sợ đâm mấy cày cứ chạy một mình giữa đầu mà. Chá sợ. Dọn này chạy 15 phút. Vừa cứ chạy lúc mà. Để này quay lúc nữa xong rồi đi. Chạy này là mỗi một ngày là kiếm 1 triệu nên trừ chi phí hết đi rồi mỗi ngày kiếm chuyện mỗi sáu bao tiền hả mỗi sáu bao tiền nhưng mà ông nọ cũng nói là mỗi một ngày là 1 triệu một ngày đấy là trừ hết chi phí rồi công cán giả công thợ trước hết rồi ừ. Giả công người lái hết rồi đây con này nữa ở đây con cái ngày mùa cứ 3 con chạy bây giờ cứ 3 con chạy là cứ thuê 3 người lái thuê người lái còn đâu thuê người lái chứ hết pha này là về Huy ơi. Nước quần nó đã đủ ấy rồi.